Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái trang web giúp chúng ta thể kiếm được cái đồng tiền điện tử BLB hoàn toàn là miễn phí nhá. Một cái điều rất là hay ở trên cái trang web này là khi các bạn đăng ký này, tham gia trong vòng vài phút thôi là chúng ta có thể rút được tiền rồi nhá. Và khi các bạn rút tiền thì tiền nó về rất là nhanh Đấy là một cái điều mình rất là thích ở trên cái trang web này Bây giờ Lâm sẽ vào hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho tất cả bạn Trước khi vào hướng dẫn thì bây giờ Lâm sẽ cho các bạn xem là giá trị hiện tại của một cái đồng token BLB nhé. Một cái đồng BLB hiện tại nó đang có giá là 369 đô. Nếu mà tính ra tiền Việt thì nó rơi vào tầm là 10 triệu, hơn 10 triệu một chút nhé. Và bây giờ nó đang giảm một chút, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể kiếm Giả sử tới này mà một cái đồng BLB nó tăng lên tầm là 400 hoặc là 500 đô chẳng hạn Lúc cho lúc đó chúng ta bán đi là chúng ta có thể lãi được một chút rồi nhá Đấy là cái phần về giá trị của một cái đồng token BLB này Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn cách đăng ký nhá Cái đường link tham gia trang web thì Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video khi mà các bạn ấn cái đường link ấy thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này nhá đây là cái giao diện của trang web này và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách đăng ký trước ở đây thì nó sẽ hiện lên một cái mục đó mục driver ở đây và mục login đối với bạn nào mà có tài khoản thì các bạn ấn mục login nhá bạn nào mà chưa có tài khoản các bạn ấn mục phần driver ở đây có nghĩa là phần đăng ký ấy rồi mình sẽ ấn mục phần đăng ký ở đây ở à, trong cái mục đăng ký này rất là đơn giản thôi đầu tiên thì các bạn sẽ điền cho mình này gmail của bạn vào đây nhá các bạn sẽ nhập cho mình cái Gmail ở trong điện thoại của bạn luôn, bởi vì tí nữa nó sẽ gửi một cái tin nhắn về Gmail để chúng ta có thể confirm thành công cái tài khoản nhá. Tiếp theo các bạn sẽ điền cho mình này, họ và tên của bạn vào đây. Rồi các bạn sẽ điền lại cho mình hai lần cái mật khẩu ở đây nhá. Sau khi mà chúng ta đã điền xong Gmail này, tên này, mật khẩu rồi, bên dưới này nó hiện lên một cái phần đó là hình ảnh captcha ở đây. Chúng tôi sẽ ấn một phần ô vuông ở đây nhá. Captcha ở đây nó yêu cầu này, các bạn để ý này một chiếc máy bay này, máy bay bay trên mặt nước nhá. Thì chúng ta sẽ chọn những cái máy bay nào mà bay trên mặt nước ấy. Các bạn ấn mục phần kiểm tra ở đây cho mình. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bước captcha ở đây rồi. Và các bạn ấn mục phần đăng ký ở đây cho mình. Và khi các bạn đăng ký ý, thì nó sẽ gửi một cái tin nhắn về Gmail nhá. Rồi bây giờ Lâm sẽ mở Gmail lên này nó sẽ có một cái tin nhắn gửi về Gmail này Kèm theo có một từ đó là con fin Gmail đây Các bạn ấn mục màu xanh đây nhá Là các bạn có thể con phim thành công được cái tài khoản rồi nhá Rồi như vậy là mình đã đăng ký thành công rồi Bây giờ mình có thể đăng nhập vào cái trang web Như các bạn để ý này bên dưới này nó sẽ hiện lên một cái phần đó phần đăng nhập ở đây Chúng ta sẽ ấn mục phần đăng nhập ở đây nhá Rồi bây giờ Lâm sẽ đăng nhập vào cái tài khoản mà Lâm đã đăng ký trước đó rồi Sau khi các bạn đăng nhập thành công ấy thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này nhá. Như các bạn để ý này, cái giao diện của cái trang web này nó khá là đẹp. Ở đây thì nó sẽ hiện lên tổng số dư của bạn. Hiện tại thì mình đã làm được vài nhiệm vụ rồi và nó đã hiện lên ở đây là 6.150 xu ở đây nhá. Và cái số xu này là các bạn có thể rút ra cái token BLB thì nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là rút tiền. Bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được nhiều xu ở đây nhá. Điều đầu tiên các bạn ấn mục phần dấu ba gạch ở đây cho mình này. Ở trong cái mục dấu ba gạch này thì nó hiện lên rất là nhiều phần như các bạn có thể để ý này. Phần lướt sóng này, phần kiếm tiền đây nhá. Ở trong mục kiếm tiền này nó hiện lên khai thác này, vòi này, vòi trang web, nhiệm vụ này, Đấy rất là nhiều phần. Ngoài ra còn có phần trò chơi này, quảng cáo đây nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ở từng phần một. Cái phần lướt sóng này thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn sau. Đầu tiên đó là cái mục kiếm tiền này trước nhá chúng ta sẽ ấn mục phần kiếm tiền ở trong cái phần kiếm tiền này thì các bạn quan tâm cho mình đó là hai cái phần phần vòi đây nhá vòi X5 và vòi X50 đây nhá các bạn sẽ ấn mục phần vòi X5 đây cho mình này Đấy, ấn mục vòi X5 còn cái mục khai thác kia thì chúng ta không để ý đâu nhá không cần quan tâm cái mục đó các bạn kéo xuống ở bên dưới này cho mình nhá ở trong cái mục vòi đầu tiên này như các bạn thể để ý cái vòi này rất là đơn giản thôi các bạn chỉ cần điền cho mình cái mã captcha ở đây, sau đó các bạn ấn mục phần nhận phần thưởng đây nhá là chúng ta có thể hoàn thành được cái vòi đầu tiên này, rồi chúng ta sẽ ấn mục phần đây, các bạn để ý này, nó sẽ có một cái hình ảnh captcha đây, nó yêu cầu này chọn những cái máy bay bay trên nước nhé, chúng ta sẽ chọn những cái máy bay nào mà nó bay được trên nước ấy, rồi ấn mục phần kiểm tra ở đây, sau khi mà chúng ta đã kiểm tra xong rồi, bây giờ các bạn ấn mục phần nhận phần thưởng ở đây cho mình này. Rồi bây giờ Lâm sẽ ấn một phần nhận phần thưởng ở đây nhá. Sau đó chúng ta sẽ chờ một lúc này. Như vậy là mình đã nhận được ở đây là 1250 xu ở đây nhá. Cái số xu đó thưởng cho chúng ta khá là lớn đấy, nên là các bạn không nên bỏ lỡ ở đây cho mình này. Rồi mình sẽ ấn một phần vâng ở đây. Như vậy là mình đã nhận được một cái phần thưởng trị giá là 1250 xu ở đây nhá. Và ở đây là chúng ta sẽ chờ trong vòng là 20 phút này. Oh, nó lại quay lại, đồ mình sợ nó một phần kiếm tiền ở một phần voi này. Ở đây là cứ trong vòng 20 phút chúng ta sẽ quay trở lại đây và chúng ta sẽ nhận một lần và cái lần này thì cái số xu của nó sẽ vẫn như là 1250 xu nhá. Để các bạn để ý này, các bạn có thể nhận um, kiểu như là không giới hạn ở trong cái mục này nhá. Cứ 20 phút các bạn sẽ quay trở lại đây và các bạn sẽ nhận một lần đây cho mình. Rồi tiếp theo nó sẽ chuyển mình sang cái phần đó là phần uh, phần lướt sóng các bạn. Ui phần lướt sóng có tận 95 cái lướt sóng tương đương với là 95 cái video nhá. Rồi bây giờ giả sử các bạn muốn ấn mục kiếm tiền này nhá. Nó có một cái phần đó phần nhân 50 đây này. Các bạn có thể làm tương tự như vậy nhá. Ở à, cái mục này nó thêm một cái bước đó là các bạn có thể là đợi số dây nó chạy hết thì chúng ta sẽ nhận được. Rồi đấy là hai cái phần vòi mà mình chia sẻ cho bạn này. Cái phần mà chúng ta có thể kiếm được nhiều nhất đó là cái mục lướt sóng này có tận 95 cái lướt sóng ở đây nhá. Các bạn để ý này. Đây có hiện lên tận là 95 cái lướt sóng ở đây bạn nào mà có thời gian một chút các bạn tham gia ở cái mục lướt sóng này các bạn có thể kiếm được rất là nhiều xu đây nhá như các bạn để ý này giả sử như là cái video này trong vòng là 10 giây này các bạn thể nhận lên tới là 200 xu này video này là 25 giây các bạn có thể cộng được là 1.000 xu này thấy rất là nhiều video này video này cũng 25 giây nhận được 1.000 xu này toàn 1.000 xu thôi các bạn để ý này đa số lô thưởng cho chúng ta rất là nhiều ở đây nhá BTC hàng đầu này và các bạn có thể rút được này. Đây rất là nhiều phần như các bạn để ý này, phần tưởng trò chơi này, thu nhập BTC này. Rất là nhiều phần nha các bạn để ý đây. Có rất là nhiều này, có tận là 90 mấy nhà 95, 95 hay sao? Lâm nhớ không nhầm 95. Bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn một video nhá. Giả sử các bạn muốn xem cái video này, chẳng hạn, các bạn ấn mục phần đi đây cho mình nhá. Đây giả sử mình sẽ ấn mục phần đi đây này. Nó sẽ chuyển sang một cái trò chơi đây và chúng ta sẽ chờ ở đây nhá. Và ở đây các bạn để ý này nó sẽ hiện lên cái số dây ở đây nhá. Và hết cái số dây này nhá. Nó sẽ hiện lên một cái phần để các bạn có thể là điền cái hình ảnh captcha đây, rồi chúng ta sẽ chờ một lúc này. Rồi các bạn ấn mục phần xác nhận ở đây cho mình nhá. Rồi sau đó các bạn sẽ ấn mục và chọn ở đây là máy bay này, chọn những cái hình ảnh nào mà có máy bay thôi. Ấn mục phần kiểm tra ở đây. Sau đó các bạn mục phần yêu cầu đây nhá. Là chúng ta đã hoàn thành được rồi X nó ra này Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái video đó rồi Và cái tổng số lượng xu các bạn nhận được là 550 xu đây nhá Đấy rất là đơn giản thôi Tương tự những cái video sau các bạn có thể xem như vậy cho mình Đây các bạn để ý này Tương tự những cái video sau các bạn có thể xem như vậy nhá Đấy rất là nhiều những video ở đây Để các bạn có thể xem và các bạn có thể nhận được số xu ở đây tương ứng nhá có tận 90 mấy cái video mà nếu bạn nào có thời gian một chút thì các bạn có thể kiếm được rất là nhiều xu ở trên cái trang web này nhá. Rồi đấy là những phần mà mình hướng dẫn các bạn à kiếm xu này, trang tổng quát. Ở đây là những phần à kiếm tiền có hai phần này, phần nước sóng còn tận 94 này. Rồi đấy là những phần nhá, rồi mình sẽ sang trang tổng quát để mình hướng dẫn các bạn à rút tiền luôn này. Còn cái phần trò chơi thì các bạn tự tìm hiểu nhá, nó cũng rất là đơn giản thôi. Rồi mình sẽ kéo xuống hiện tại mình đang có là 7950 xu đây và mình sẽ rút về đó là cái dòng token BLB nhá như lúc đầu video mình đã chia sẻ ấy. mình sẽ kéo xuống này ở đây cũng có rất là nhiều những cái đồng coi để các bạn thể rút giả sử nhà Dogecoin này là TC TRX này USDT nhá thì các bạn sẽ rút cho mình đó là cái đồng BLB này chẳng hạn này đồng BLB này à, hiện mình đang có là 7950 xu à min rút tối thiểu đây là năm 000 xu ở đây thì hiện tại mình đã thừa rồi nhá và cái tổng số Satoshi mình nhận được là 482 Satoshi. Đấy cũng được rất là nhiều rồi nhá. Tham gia vài phút thôi là cũng đã kiếm được khá khá rồi. Bây giờ mình sẽ dán cái địa chỉ ví BLB ở trong Forecast ra đây. Ở trên cái trang web này là chúng ta chỉ rút về cái ví Forecast Pay thôi nhá. Nên là các bạn chỉ lên cái ví Forecast Pay các bạn dán cho mình ra đây này. Ở đây là Forecast Pay Gmail hoặc là ví nhá. Chúng ta sẽ dán ví ra đây này. Rồi Lâm sẽ lên cái ví Forecast Pay của Lâm. Khi mà chúng ta đã đăng nhập vào ví Forecast Pay rồi Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là lấy cái địa chỉ ví for, à, BLB nhé Các bạn ấn mục phần gửi tiền ở đây cho mình này Rồi sau đó các bạn kéo xuống ở bên dưới này nhé Các bạn tìm cho mình cái đồng à, BLB ấy. Rồi kéo xuống này TRX này USDT này Z này Đây các bạn để ý đây Cái đồng token BLB nó ở mãi dưới đây nhé Nó gần cái đồng son này Các bạn ấn mục à, dòng à, ví ở đây cho mình này Sau khi mà copy xong rồi Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái trang web nhá. Bây giờ mình sẽ dán cái địa chỉ ví BLB ra đây này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền nhá, xem tiền nó về nhanh hay không này. À, 482 satoshi của đồng BLB đúng không? Rồi bây giờ lâm sẽ ấn mục phần gửi đây nhá. Mình rút hết cái số coin này nhá. Rồi như vậy là mình đã rút thành công là 7950 50 xu và nó quy ra ở đây là 400, 400 bao nhiêu nhỉ? 482 Satoshi của đồng BLB. Rồi bây giờ Lâm sẽ quay trở lại ví kiểm tra xem nó về hay chưa nhá. Rồi bây giờ Lâm sẽ kiểm tra xem tiền nó về ví chưa nhá. Mọi lần Lâm rút nó về rất là nhanh này. Lâm ấn một phần tổng quát đây nhá. Sau đó mình sẽ kéo xuống cái phần mà lịch sử vừa lấy mình rút đấy Đây như các bạn để ý này. Như vậy là mình đã rút thành công được ở đây là 481. Satoshi của đồng token BLB nhá và nó đã thanh toán này. Đấy, rất là nhanh trong vòng chỉ vài giây thôi là cái số lượng token BLB nó đã chuyển về ví của chúng ta rồi nhá. Thì hiện tại cái trang web này nó vẫn rất là uy tín và đặc biệt ở đây nó rất là hay là khi các bạn đăng ký này tham gia trong vòng vài phút thôi là chúng ta có thể rút tiền rồi nhá. Và khi các bạn rút tiền thì nó về rất là nhanh. Bây giờ mà kiếm được một cái trang web mà nó uy tín mà lại miễn phí như này thì nó rất là hiếm nên là các bạn có thể tranh thủ và tham gia luôn cho mình nhá. Thì ở trên cái trang web này bạn nào không hiểu thắc mắc gì Các bạn thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với Lâm Lâm sẽ hướng dẫn Bây giờ Lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn Bây giờ Lâm sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá Xem video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây Thì bạn nào tham gia event của Lâm ấy Bây giờ các bạn không cần phải để lại cho mình số điện thoại nữa nhá mà khi các bạn comment, các bạn chỉ cần comment cho Lâm này một lời chúc hoặc là có câu hỏi gì các bạn có thể hỏi ở bên dưới comment nhé. Vẫn có một số bạn vẫn để lại số điện thoại, các bạn không cần để lại số điện thoại đâu nhé. Rồi video đợt trước của mình có 81 comment này, bây giờ Lâm sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây. Rồi xin chúc mừng bạn Minh Nguyễn này, chúc anh ngày càng phát triển, cảm ơn bạn rất là nhiều nhé. Thì sau video này bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với Lâm, Lâm sẽ gửi cho bạn một phần quà. Thì video của Lâm kết thúc ở đây, xin chào tất cả bạn.